ca sĩ ở tại nơi mình đến hát mà họ chưa có dịp hay là những cái cơ duyên lên trên những video như những ca sĩ khác. Ngày hôm nay đến đây không phải tôi làm MC. MC đã có Hồng Miên và Đăng Khoa. Tôi chỉ là hỗ trợ thêm cho các em. Một ngày nào các em có đầy đủ khả năng đứng vững của một chương trình MC lớn, lúc đó tôi sẽ rút lui để cho các em làm việc. Ngày hôm nay tôi đến đây để tham dự vào một cuộc vui chung của đồng bào ở tại Toronto, ở tại Mississauga, ở tại cái mùa hè, ở tại Việt Summer Festival là truyền thống hàng năm. Nhưng để được cái truyền thống hàng năm đó, chúng ta phải có tài chính. Không phải chỉ có CD, không phải chỉ có thành phố hỗ trợ, mà chính người Việt chúng ta phải tự hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên giờ phút này, sau khi giới thiệu ca sĩ, tôi sẽ đi cầm vé số này bán. Và tôi cần sự hỗ trợ của quý vị. Tôi bán vé số này không phải cho tôi. Tôi bán vé số này không phải lấy tiền cho Việt Thảo, mà để chuẩn bị cho cái Việt Summer Festival 2017. Quý vị đồng ý không? 5 đồng 3 vé, 10 đồng 6 vé. Tôi đề nghị đừng ai mua 5 đồng hết. Tại sao phải mua 5 đồng chứ mua 10 đồng luôn? Lấy là 10 đồng, còn tôi 2 đồng thôi. Con, tắt đi. Đúng 8 giờ.